Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 3 âm lịch năm 2021 sẽ gặp được nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 3 âm lịch năm 2021 của tuổi Mùi. Tử vi tháng 3 năm 2021 âm lịch của tuổi Mùi chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mùi âm lịch về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của người tuổi Mùi phát triển thuận lợi một phần là nhờ tác động tích cực của nguyệt lệnh lâm dưỡng. Nếu như bạn luôn chăm chỉ, cẩn thận trong mỗi việc mình làm thì chắc chắn bạn có thể hoàn thành rất tốt công việc được giao, cho dù đó có là công việc bạn được tiếp xúc lần đầu đi chăng nữa. Hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và sẵn sàng chấp nhận những thách thức nhé. Đó có thể chính là thời cơ giúp bạn vươn lên một vị trí cao hơn trong tương lai. Nếu gặp vấn đề gì không hiểu, còn khó khăn thắc mắc thì đừng ngại ngần học hỏi mọi người xung quanh, chắc chắn tinh thần cầu tiến sẽ giúp bạn tạo thiện cảm với mọi người, và chẳng ai ngại ngần giúp đỡ bạn đâu. Tháng 3 âm lịch này còn là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao. Hãy chú trọng việc giao tiếp với mọi người, bởi bạn có thể quen được với quý nhân một cách rất tình cờ đấy. Nhận được sự yêu mến của mọi người, bạn làm việc gì cũng sẽ thấy dễ dàng, thuận lợi hơn, không có ai ngáng trở đường công danh, đặc biệt luôn có người sẵn sàng vươn tay ra giúp đỡ. May mắn hơn nữa, tháng này có thiên đức cát tinh nâng đỡ, nhiều người chạm tay vào cơ hội thăng quan tiến chức hiếm có được. Đó có thể là thành quả cho công sức lao động của bạn suốt bấy lâu nay, mà cũng có thể là một cơ duyên đến với bạn rất bất ngờ. Khi được giao cho những vị trí quan trọng hơn, bản mệnh nhớ phát huy hết những điểm mạnh của mình, khẳng định giá trị của bản thân và đừng vội hài lòng với thực tại. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mùi âm lịch về phương diện tài lộc. Tình hình tài chính của người tuổi Mùi có những tiến triển dễ thấy ngay khi bước chân sang tháng 3 âm lịch này. Dù là người làm trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra. Với người làm công ăn lương, như đã phân tích ở trên, những thành tích bạn gặt hái được trong công việc là nguyên nhân chính giúp tài vận của bạn tiến triển đi lên. Chẳng ai lại không muốn giữ chân bạn, một nhân viên xuất sắc bằng những phần thưởng mà bạn xứng đáng có được cả. Với người làm ăn kinh doanh, những mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác mang lại nhiều cơ hội hợp tác, làm ăn, mở rộng quy mô sản xuất hoặc buôn bán. Chỉ cần bạn nắm bắt thông tin nhanh nhạy, không bỏ lỡ thời cơ một cách đáng tiếc thì nhiều khả năng, bạn sẽ kiếm được một khoản xông xênh chẳng hề thua kém bất kỳ ai. Lại thêm thiên đức cát tinh chiếu mệnh, đôi khi cơ hội tự đến với bản mệnh mà không cần bạn phải bon chen, giành giật một chút nào. Hãy quý trọng cơ hội trời cho. Cho dù đó là cơ hội nhỏ bé đi chăng nữa, bởi biết đâu thông qua những cơ hội này, bạn lại có thể nhìn nhận ra được những đường hướng phát triển mới, mang lại ảnh hưởng sâu sắc cho chính bạn và gia đình trong tương lai. Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mùi âm lịch về phương diện tình duyên. Tiếc rằng, theo tử vi, chuyện tình cảm của người tuổi Mùi lại không tốt đẹp được như mong đợi. Các cặp vợ chồng trở nên lạnh nhạt với nhau, dường như ai cũng quá bận rộn với công việc của mình nên chẳng còn thời gian quan tâm đến nửa kia nữa. Thực chất, dù bạn có làm quyền cao chức trọng hay lương cao đến đâu đi chăng nữa, bạn cũng khó có thể hạnh phúc trọn vẹn nếu không có cho mình một mái ấm. Vì vậy, hãy luôn nhớ trân trọng người vợ, người chồng đã, đang và sẽ luôn ở bên mình. Hãy tìm cách gắn kết tình cảm bằng những hành động quan tâm, chăm sóc dù là nhỏ nhất. Công việc có bận rộn đến mấy, hai người cũng nên sắp xếp thời gian để trò chuyện với nhau sau khi kết thúc một ngày. Bên cạnh đó, bạn cũng đừng đùn đẩy mọi công việc nhà cho đối phương, nếu hai người chủ động giúp đỡ nhau, việc nhà sẽ trở nên nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Với những người còn độc thân, dù các mối quan hệ xã giao phát triển tốt, song bạn vẫn khó có cơ hội đến với một ai đó. Có thể là vì bạn đang bận dành thời gian cho sự nghiệp, cũng có thể là do bạn đang đặt ra những tiêu chuẩn quá cao. Nếu ở trong trường hợp 2, bạn nên dành thời gian nhìn nhận lại bản thân mình. Trên thế giới này không ai là hoàn hảo cả, cả chính bạn cũng vậy, vì thế không lý nào bạn lại mong mình tìm được một người hoàn toàn đạt mọi tiêu chuẩn của bản thân.
Tử vi tháng 3 năm 2021 tuổi Mùi âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe nhìn chung là tốt trong tháng này. Người tuổi Mùi nên tiếp tục giữ gìn lối sống khoa học, cân bằng dinh dưỡng, có như vậy thì bạn mới có đủ tinh thần và sức lực đối diện với các thử thách và cơ hội trong cuộc sống, tiến được những bước cao hơn, xa hơn. Một số người phải làm việc khá vất vả trong khoảng thời gian này để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải cặm cụi làm việc đêm ngày. Khi cơ thể mệt mỏi cần nghỉ ngơi ngay, chỉ khi đầu óc minh mẫn, bạn mới có thể hoàn thành tốt công việc được giao được. Bên cạnh đó, bạn cũng nên bổ sung cho mình các loại thực phẩm dinh dưỡng giúp duy trì và nâng cao sức khỏe. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mùi trong tháng 3 âm lịch. 1. Ất Mùi, thuộc mệnh kim, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, chăm chỉ làm việc ắt thu hoạch được thành quả xứng đáng. Quý nhân, hợi, mão. Tiểu nhân tuất, thân. Màu sắc may mắn, nâu, vàng. 2. Đinh Mùi, thuộc mệnh thủy, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, việc làm ăn thuận lợi, có những hướng đi mới. Quý nhân, ngọ, tỵ. Tiểu nhân, thìn, tuất. Màu sắc may mắn, trắng, xanh. 3. Kỷ Mùi, thuộc mệnh hỏa, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, quan hệ xã giao tốt đẹp, mở ra nhiều cơ hội triển vọng. Quý nhân tỵ, hợi. Tiểu nhân, sửu, ngọ. Màu sắc may mắn, xám, cam. 4. Tân Mùi, thuộc mệnh thổ, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, tình cảm nhạt nhòa, quá bận rộn nên không có thời gian quan tâm nửa kia. Quý nhân, mão, ngọ. Tiểu nhân tí, thìn. Màu sắc may mắn, cà phê, nâu. 5. Quý Mùi, thuộc mệnh mộc, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, trân trọng cơ hội mà mình có được, không nên dậm chân tại chỗ. Quý nhân, mão, tỵ. Tiểu nhân tuất, sửu. Màu sắc may mắn, xanh, đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới.